đấy, mục đích chính là hướng tới trải nghiệm khách hàng đây anh em. Nhìn đấy, đây là quả bơm này. Đây là quả bơm, đây cái bể mình chính làm đây. Đó, mình sẽ có một điểm nhấn thật tuyệt vời nha. Đấy, cá mú thủy sinh như thứ mình sẽ làm trong cái bể này. Đó, đây là quả bơm này là của Nhật nhói gì đấy. Bơm của Nhật. Đó, bơm của Nhật. Thấy anh chủ bảo nó chạy êm lắm nên là mình chơi cứ quất thôi đã, tính sau. Đây quả lọc này, quả lọc thì quả lọc đứng nhưng mà lúc đầu bảo để vào trong cái lòng chậu này, nhưng mà bây giờ về nhà nghe chừng hơi sương rồi, chưa biết là làm như thế nào đây, chắc phải chuyển ra ngoài thôi. Để ở trong thì mình không thể vệ sinh nó được, định vùi dưới đá nhưng mà chắc là không ổn tí nào rồi. Đấy, kia đống đá cũng đi mua kìa, đống đá cũng đi mua, chưa có ý tưởng nào cụ thể các anh em ạ, vẫn đang mò thôi. Đây anh em nha, mình đã phủ hết con chậu này rồi. Đây, lốp láp đây. Đây, đây bình lọc ngoài, mình đang chế ngoài đây. Đấy, đồ nghề đây. Đây để lưu giữ lại anh em nhá. Ai già không một cái gì là đơn giản anh em ạ. Bây giờ mình đang thử nó thông nhau xem thế nào nha. Và thử cái lực bơm. Đó, mọi người thấy không? Nó đang hút lên kìa. Bơm vẫn hơi khỏe anh em ạ. Hạ thấp cái bình xuống mới được. Cả một buổi chiều rồi. Bây giờ đã là 6 rưỡi rồi. Hôm nay ngày 2 anh em ạ. Hôm nay ngày 2 anh em. Hôm nay mình đã thay đổi cái hệ thống ống. Thay đổi hệ thống ống. Tức là cái ống. Đây mình cho anh em xem này. Đây. Đấy. Mình không dùng ống bằng nhau nữa mà cái ống da mình đã chơi ống to hơn. Ống 14. Đó. À ống này ống 12 hay sao ấy, 12 14 gì đấy, đại loại nó to hơn ống 8 hồi xưa kìa. Ở đây để chờ xem kết quả thế nào cho mọi người nhá. Chờ xem. Đây. Có vẻ đã thành công anh em ơi. Hệ thống tuần hoàn đã khá là khít. Đây như anh em thấy này, mình đang mở máy đây, đây máy bơm lên đây, cái van này chính là van xả của mình đây. Đó. Đấy, hệ thống ống này mọi người thấy không? Đó, mình đã lấy cái ống ra cho nó to hơn để nó đáp ứng đủ nước cho cái bồn lọc của mình. Đây. Đây chính là cái bồn lọc. Đấy, đây chính là bồn lọc. Anh em thấy không? Nước đã giữ ở một ngưỡng khá là hay. Có nghĩa là nó đã lọc vừa đủ. Đây, để mình theo dõi thêm nha. Để mình theo dõi thêm. Đêm thứ hai đây cả nhà, bắt đầu lên hình rồi. Bắt đầu lên hình rồi. Đây. Ý tưởng của mình nó chính là cái hồ ba bể nha. Xung quanh là đá, ở giữa là cây. Ở giữa sẽ là cây. Đây, chính là cái cây này đây. Ở đây, mình vừa đi mua ít xi lanh, ít thuốc về đây. Nghiện quá không chịu được anh em. Này, bắt đầu khán giả rồi đây anh em. Nay bắt đầu mình sẽ hoàn thiện nha. Công trình này 3 ngày rồi. Đây, nay thấy nó yếu quá, bắt đầu phải truyền rồi anh em ạ. Truyền thực thụ luôn, đúng chất truyền luôn. Đây. Đấy. Anh em thấy không? Đây, vòi nước bắt đầu lên rồi. Mọi người thấy không? Đó. Đấy, bắt đầu có nước ra rồi. Đấy. Đang tiến hành ngâm nước nha, bắt đầu ngâm nước rồi. Đây sẽ là mặt chính đấy, đây sẽ là mặt chính. Đó, đây, hay nha.
Đấy, một dòng suối li ti. Nào các khán giả thấy thế nào? Hả? À, đẹp không? Đậu xi si, đẹp không? Trời ơi. Bay chưa Mộc ơi? Bay rồi, đi đi. Lượn này. Ê anh em ơi. Và bì nặng trịch luôn. Đấy, thế là ngon rồi anh em. Đây mình có làm thêm một cái gần như kiểu là que thăm để mình đo cái bình lọc của mình xem là nước ở đâu, nó liệu nó có khả năng nó bị phun không. Đấy. Bây giờ nước lên đều rồi. Đây anh em. Nay dậy sớm nhá. Nay dậy sớm. Mình làm được gần tiếng rồi đấy. Đây bây giờ mình đang tiến hành cấp nước vào trong nền này. Cấp nước vào trong nền. Nhưng bây giờ lại có một cái băn khoăn là Cái hơi nước nó bốc lên, nó sẽ hấp vào trên cái mặt kính của mình. Trên này đây là một cái bàn nhé, một cái mặt bàn nhé. Và trên mặt lốp này mình sẽ có một tấm kính phủ trên này, phi 80, đường kính 80. Thì bây giờ đang sợ là hơi nước nó bay lên nó hấp vào kính, thì không biết là nó có sợ nó hấp vào kính không. Mình sẽ phải làm một chân lên rồi, một chân lên khoảng tầm 2 phân. Mình không biết là nó có sợ hấp nước không đây. Thôi rồi, cùng chờ nha anh em, để xem hiệu quả nó đến đâu. À đây, một số loại rau cỏ mình chuẩn bị đây. Đó. Một số loại rau cỏ mình chuẩn bị. Đây anh em. À, cá đang lớn nha. Chuẩn bị cá đang lớn rồi. Anh em nhìn tinh lắm mới thấy cá. À. Đấy, ông câu táo đấy. Em ra hồ thấy nó bận quá thì em tha nó về. Còn một em nữa không biết đâu rồi. Và hai con. Đây. Hoa quả rượu nước đầy đủ anh em nhá. Xin mời anh em. Đó. Xanh ngọc nhá, thư giãn tí anh em. Rồi, xin mời mọi người nhá. Chân thành mời anh em ra chơi.
Xong còn đấy. Không xong còn được. Đưa cho mẹ miếng nào đây. Cho mẹ miếng nào phải từ từ. Cố đi mấy ngày đầu ấy. Ôi giời, về nổi nhiều quá thôi. Sợ. Em ở nhà luôn. Ốc ăn quả này. Ốc bị không chê dưa. Chê dưa à? Lấy phần cho đây. Sao? Đấy. Thế là mình đã gần hoàn thành cái bể rồi. Đấy anh em xem qua. Vừa mới gọi là chế tạo ra quả chân đế mới đây. Chân đế rất đẹp nha. Không còn cái hộp ra hùa nữa rồi mọi người. Đấy, dây gai cũng đã bện. Đó, tổng quan đây. Thì chung là mục đích chính của việc làm cái bể này thì vẫn muốn tạo ra một cái gì đó mới mẻ, một cái gì đó wow, một trải nghiệm tốt. Tạo ra một cái điểm nhấn thật là tốt. Xin chào anh em, thế là hoàn thiện anh em nha. Đây, hoàn thiện nha. Ghế đây. Bẻ đây. Đúng. Mình vừa cho nó ăn xong. Được không anh em? Đó, cá thì mình lấy cá bảy màu và với con cá kiếm nha. Còn hai con đen đen vàng vàng kia thì chưa rõ cá gì nữa. Đây này. Quên tên rồi. 100 con tép, 10 con búng. Mỗi tội búng nó hơi đuỗi cát tí anh em ạ. Hơi đuỗi nền. Và còn ăn cá nữa, ăn tôm nữa, ăn tép nữa. Đó. Thế là hoàn thiện nha anh em. Chân đế đây. Đó. Cả ống truyền luôn nha anh em nha. Đó. Yếu là cắm tim, cắm kim tiêm châm luôn. Đó. À. Xin chào anh em nha. Thế là hoàn thiện nha. Đó. Ok. Cái bể đầu đời. Xin chào ở nhà.